Việt Nam cử 17 võ sĩ tham dự môn cun Khmer SEA Games 32. Theo thông tin ythethao.vn ghi nhận, đội tuyển Muay Việt Nam sẽ tham dự môn cun Khmer trong khuôn khổ SEA Games 32 với 19 nội dung thi đấu. Các võ sĩ Việt Nam sẽ tranh tài ở 17 bộ huy chương. Là một trong những môn võ có chương trình thi đấu đổ sộ nhất SEA Games 32, cun Khmer có tới 19 bộ huy chương được trao. Đó đều là những nội dung thi đấu đối kháng, gồm 13 hạng cân của nam và 6 hạng cân của nữ. Nòng cốt tham dự môn cun Khmer của Việt Nam là những vận động viên thuộc đội tuyển Muay quốc gia. Trên cơ sở chương trình thi đấu môn cun Khmer SEA Games 32, đội tuyển Việt Nam được thành lập với 22 thành viên, gồm 5 huấn luyện viên, quan chức đoàn và 17 vận động viên. Danh sách cụ thể như sau: lãnh đạo đội, ông Giáp Trung Thàng, trưởng bộ môn Muay Kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thư ký Liên đoàn Muay Kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thư ký Liên đoàn Muay Đông Nam Á. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Thịnh, Cao Hồng Ngư Đoàn Hà Nội, Trương Ngọc Hiếu Bình Dương, Nguyễn Trần Duy Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Vận động viên Dương Đức Bảo, Lê Công Nghị, Nguyễn Thanh Trung, Trương Cao Minh Phát, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Chiến, Võ Nhuận Phong, Khuất Văn Khải, Nguyễn Doãn Long, Nguyễn Châu Đạt, Tạ Thị Kim Yến, Triệu Thị Phương Thủy, Nguyễn Thị Triều, Bùi Yến Ly, Bàng Thị Mai, Nguyễn Hồng Quân và Huỳnh Hà Hữu Hiếu. Với đội hình gồm 17 vận động viên, đội tuyển Việt Nam dự kiến phấn đấu giành 3 huy chương vàng. Mặc dù cun Khmer lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games, môn võ này có nhiều điểm tương đồng với Muay. Đó cũng là lý do các võ sĩ Muay Việt Nam được lựa chọn để thi đấu môn cun Khmer trên đất Campuchia. Trước đó ở SEA Games 31, Muay Việt Nam đã giành 4 huy chương vàng ở các nội dung đối kháng nam và nữ. Những võ sĩ mang về huy chương vàng cho đội tuyển Muay Việt Nam là Nguyễn Trần Duy Nhất, Bùi Yến Ly, Bàng Thị Mai và Nguyễn Thị Phương Hậu. Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành huy chương bạc, còn Triệu Thị Phương Thúy nhận huy chương đồng tại kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà.